Quỹ ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công gian gửi tập đoàn công nghiệp diễn thông quân đội Việt theo, đề nghị tiếp tục quan tâm hỗ trợ miễn phí hệ thống thông tin dữ liệu đất đai để quản lý, vận hành và đảm bảo an ninh an toàn bảo mật thông tin dữ liệu đất đai của thành phố Cần Thơ đến ngày 30 tháng 9. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ, việc thông báo cung cấp đường truyền của tập đoàn Viettel giảm xuống còn 3 ngày một tuần, gây khó khăn nhiều do thành phố đã thực hiện số quá xử lý thủ tục hành chính về đất đai trên hệ thống. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã làm việc với doanh nghiệp để hỗ trợ mở lại đường truyền, đảm bảo việc xử lý hồ sơ. Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, những ngày tập đoàn Viettel ngừng cung cấp dịch vụ thì sẽ xử lý hồ sơ theo cách thủ công.